Và khi mình chết rồi đó thì mình có thể bị đi xuống ba nẻo xấu, tức là địa ngục, ngạ quỷ và là súc sanh. Vì cái ý thức cái bước thứ tư đó, là cái bước thứ năm phải quy tâm bảo là Phật pháp tăng. Và khi quy tâm bảo á, cái điều quan trọng chúng ta cần phải ý này, có phải chỉ quy một lần không trong một cái dịp lễ lớn ở chùa Trang Nghiêm, mà ngày nào cũng phải quy tâm bảo ít nhất 3 lần buổi sáng, 3 lần buổi tối, ít nhất là 6 lần, chắc 4 giờ, là lúc nào cũng cần phải quy tâm bảo, quy tâm bảo. Và khi quy tâm bảo đó, chúng ta phải ý thức rằng khi quy Phật đó, thì chúng ta nhìn tượng Phật, dầu tượng Phật bằng đồng, bằng đất, bằng đá, bằng xi măng, bằng gỗ, thì chúng ta phải, khi chúng ta quy Phật thì chúng ta phải nhìn tượng nó như là Đức Phật đang thể hiện thực sự trong cái công tượng bình thường. Chúng ta không, khi mà chúng ta lại Phật thì chúng ta lại Phật mà chúng ta phải quán tưởng là Đức Phật đang thể hiện nó, và không phải chỉ là cái tượng bằng gỗ hay là bằng đá và xi măng thôi, mà chính là Đức Phật đang thể hiện lên cái tượng rất là bình thường. Do cái bắt tượng chúng ta mới kiếm chúng ta, nếu mà chúng ta mà lại Phật với ý thức trọn vẹn như thế, và tư tưởng mãnh liệt như thế, là Đức Phật đang thể hiện lúc nào nơi một cái tôn tượng rất bình thường đó, thì cái công đức chúng ta mới rất là vô hạn. Giống như là trong y pháp thì tất cả cái điển Phật hay tất cả những sách viết về cái điển Phật, nhất là cái điển Phật, thì chúng ta phải rất là tôn trọng. Chúng ta có thể dùng luyện những cuốn kinh dưới đất, hay là chúng ta để cái sách cà phê trên cuốn kinh, hay là tách trà cuốn kinh, hay là chúng ta để những quyển kinh trong những chỗ mà không sạch sẽ, coi giống như bất cứ một quyển tiểu thuyết nào, sách từ từ nào, thì như thế là rất là nguy hiểm. Bởi vì có một câu chuyện là có những chú tiểu mà đang lấy kinh mình luyện giỡn với nhau đó, thì một bà thượng nó đầy và tụng bay đã ngu rồi, đã ngu mê, đã ngu si rồi, và bây giờ còn lại bất tôn kính với kinh điển nữa, thì nó chỉ là cái chỉ gieo, nó tạo thêm cái ngu si thêm nữa thôi. Bởi vì nếu mình muốn kính trọng kinh Phật thì tất nhiên là lúc nào mình có bao cái trí huệ, bao cái khai mở được hết. Thật ra khi chúng ta gặp cái kinh Phật, chúng ta cầm được cả cung kính, và chúng ta rất đặt để kinh Phật trong một nơi rất là sạch sẽ, rồi tổng kính. Và dầu khi chúng ta trên có rất có nát, chúng ta đốt, và chúng ta đọc thần chú, ta đứng ra đốt, chúng ta muốn bỏ trong này. Là tôi nói ra, mấy cái chữ nào trong kinh, bất cứ chữ nào cũng là chúng đó là trong cái pháp. Và tăng, chúng ta tăng cũng là tăng đạo. Bởi vì không có tăng sĩ, thì chúng ta không bao giờ biết kinh Phật pháp, không biết bao giờ biết kinh Phật cả pháp cả. Và thế gọi là bảo tăng bảo Phật pháp cả. Thì như thế cái bước thứ năm là quy tam bảo, mà quy đây là quy thường trực, chứ phải chỉ quy một lần và sau đó mình quên, lúc nào mình cũng quy tam bảo hết. Nghĩa là mỗi khi mình ngồi thiền, đầu tiên quy tâm mình quán tưởng, đầu tiên mình quy tam bảo. Khi mình quán tưởng chư Phật và chư Bồ Tát đang như gì, chư Phật là quán tưởng cách rõ ràng. Dạ, nhưng bây giờ các bác có một người bạn, một bậc thầy, hay người cha, người mẹ, các bác nhắm mắt lại, các bác có thể thấy hình mẹ, hình cha mình, hình ông nội, ông cố mình, những người mình kính quý. Thì bây giờ mình cũng tập quá tưởng, mình nhìn cái bức tranh của chư Phật, chư Bồ Tát, rồi mình nhắm mắt lại, mình ngược lại, giống như người mình quen, rồi là mình quen cuộc như thế này, lần cái mình có thể mình mở mắt như thế này. Mình mở mắt như thế này, mình quán tưởng, mình quán tâm đang hiện diện trước mặt mình, thì mình thấy rõ là nó đang hiện như thế. Mà đó tất nhiên mình quen phải quán tưởng, rất là phải tập các thức của lâu dài để cho định tâm. Thì khi mà chúng ta buộc quán tưởng như thế thì chúng ta lại Phật, hay chúng ta tâm thiền thì chúng ta quán tưởng chư Phật, chư Bồ Tát đang hiện diện, chúng ta sẽ thấy đang hiện diện. Bởi vì chúng ta thấy chư Phật được một chư Phật hiện diện bằng ánh sáng, cái pháp thân báo thân quán thân. Thank you.